Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đường Cao Đạt. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi đến nhà của cô chú anh chị ở đường Nguyễn Biểu, hẻm 55 Nguyễn Biểu. Thì hành trình của chúng ta sẽ xuất phát từ nhà của chị Tiffany Mai ha, 239 Cao Đạt. Nhà bán cà phê nè ha. Thì cái hẻm này ngay hẻm 237 hay cũng đi đến cái chợ nhỏ, chợ nhỏ Cao Đạt luôn. Đây chúng ta đang ở trục đường Cao Đạt. Theo hướng này thì mình đi về bến Hàm Tử, cái đình Quảng Hòa thì cuối đường Cao Đạt. Nhưng mà chúng ta sẽ đi hành trình của chúng ta sẽ đi về hướng cầu Chữ Y ha, này để đi hướng đến đường Nguyễn Biểu. Em mời cô chú anh chị mình cùng tham gia nha. Thì đường Cao Đạt này hiện tại rất là nắng, tại vì cái đường không có cây. Rồi để chúng ta đi vô hẻm cho nó mát. Hôm nay rất là nắng luôn. Bây giờ chúng ta đi bên đường, thì hôm nay chúng ta đi bên đây để nhìn bên đường cho rõ hơn ha. Thì hôm nay nhiệt độ khoảng 37 độ, 38 độ, rất là nắng, nắng chúng ta nhìn thấy chói chang luôn á. Mình đi ngang anh bán dừa hay mua ở đây. Buổi trưa hè mà nhìn thấy những trái dừa với ly cam quanh là thấy mát mẻ rồi. Hôm bữa có gửi lời hỏi thăm của cô chú Kheo Lê, có nickname Kheo Lê ha, đến anh bán dừa, anh nói cảm ơn cô chú rất là nhiều. Mặc dù chúng ta mới gặp nhau một lần thôi, nhưng mà cảm giác rất là thân tình, anh nói như vậy. Đó thì hôm bữa ông có thực hiện cái video đi đến cái nhà của chú Sang. Chắc cái video đó sẽ up trong những cái thời gian sắp tới, tại vì phải cắt vài đoạn nói về thông tin cá nhân nữa, nên thường phải cắt bỏ. Đây cái hẻm này cũng đi vô, cái hẻm 55 cũng được nè. Những cái hẻm ở đây bàn cờ không thôi. Thì ngay chỗ này hồi xưa là cái chợ ốc nhỏ nhỏ, nhưng mà bây giờ thì cái chợ ốc không có còn nữa ha. Thì người ta xây lên quán nhậu nè, quán nhậu ốc về đêm rồi nè. Không còn bán ốc nhưng mà còn quán nhậu ốc. Ở đó bán ốc tươi, ốc sống. Chúng ta nhìn lại nhà 239 quên chú nữa chứ. Chú đó thì sống có một mình nè, nên hôm bữa hôm có gặp xin chú rồi, quay phim cho chú luôn rồi, để gửi cho chú Bằng. Chúng ta đến ngã ba Nguyễn Biểu rồi nè. Theo hướng này thì mình sẽ đi đến Trần Hưng Đạo. Còn theo hướng này chúng ta sẽ đi đến cầu Chữ Y. Và để đi đến cái hẻm 55. Bên đây có cái quán mì. Quán mì Năm Hảo. Có rất là lâu rồi. Thì lúc nãy cái chỗ Cao Đạt hơi nắng nên chúng ta đi hơi nhanh. Cô chú anh chị mình thông cảm ha. Chúng ta nhìn ra đối diện hẻm có cái chung cư mới xây sau này nè. Rồi đây là hẻm, đây là hẻm 73, tới đây là hẻm 63, mới tới hẻm 55.
sau 3 bữa chúng ta đi vô đây. Hôm nay thì chúng ta đi đến hẻm 55 kế bên ha. Đầu hẻm thì có bán sữa, bán tạp hóa. Đối diện hẻm thì bây giờ là cái công trường chuẩn bị xây cái building lên. Ngày xưa là cái sân tennis. Đây chúng ta đến hẻm 55. Hẻm rất là xưa luôn. Đầu hẻm có chú sửa xe ăn. Thẳng cái hẻm này chúng ta đến chợ Cao Đạt luôn. Không biết nhà của chú anh chị là nhà nào ha. Nhà hẻm này rất là mát. Gặp cái bác vé số hôm bữa nữa. Ở đây là 55/92. Bác vé số này hôm bữa gặp bên hẻm 63. Hôm nay gặp bên hẻm 55 nữa. Đây có cái ngã ba hẻm nè. Năm nay chúng ta đi qua Cao Đạt, lúc nãy mình đi qua đó. Đây thì tiếp tục chúng ta đi đến hẻm 55. Đi trên hẻm 55. Đây có cái hẻm nhỏ để đi ra bến Trường Dương. Lên đây thì có cái trường mầm non. Trường mầm non này cũng có rất là lâu rồi nè. Rồi mới đến chợ. Mình cùng nhìn lại trường mầm non ha. Hôm nay có địa chỉ là nằm bên hẻm Cao Đạt. Địa chỉ nằm bên hẻm Cao Đạt. Đây, chúng ta tới chợ rồi. Hướng này thì ra Cao Đạt luôn nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi đến cái hẻm đến đường Trần Bình Trọng luôn. Hẻm này là hẻm 34 Trần Bình Trọng nè. Hẻm 55 thì thông tới hẻm 34 ha. Đây quýt Thái. Mình đi hết hẻm 55 thì mình đến hẻm 34 thì sẵn gửi đến cô chú anh chị và các bạn khác ở có dịp nhìn lại cái con hẻm ha. Hẻm 55 thì ngắn thôi. Mày hẻm đó thì đa số là những người Hoa.
cái bò bơ sáp không? Bơ sáp, quất đường, quất bơ. Đó, phía trước mình là đường Trần Bình Trọng thôi nè. Rồi, thôi một số hình ảnh về cái hẻm 55 gửi đến cô chú anh chị nhìn lại, mình chúng ta cùng nhìn lại cái hẻm để tưởng nhớ là cái gì đó ở quê nhà ha. Hy vọng là thông qua video này cô chú anh chị mình gặp người quen ha. Nếu mà em đi nhanh quá thì mọi người cho em xin cái comment để em đi lại, có thể để bà con mình cùng nhìn rõ hơn ha. Em phải ra đường Trần Bình Trọng rồi. Nếu ngày nào nếu chúng ta có đạo thì từ cái hẻm đó chúng ta sẽ đi nhà thờ chợ quán. Nhà thờ chợ quán hoặc là nhà thờ giáo xứ Mai Thôi. Rồi và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị và các bạn mình luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ha. Đây, hủ tiếu Chú Cao. Hủ tiếu rất là nổi tiếng ở khu vực này. Đối diện Chú Cao thì có thể Bạch Hổ nhưng mà Bạch Hổ đóng cửa. Rồi, hành trình của chúng ta hôm nay đi đến hẻm 5 đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đây là nhà 226 Cao Lạc, có cây bông giấy rất là đẹp luôn.